Chào anh. Chào anh. Nghe tên anh Văn từ lâu, hôm nay mới được gặp. Vâng, tôi cũng đã xin gặp viện trưởng mấy lần. Tôi có nghe anh trưởng khoa báo lại, nhưng hôm đó tôi bận phải đi hội thảo trên bộ. Mời anh. Dạ. Tôi có bảo anh em thu xếp cho ông cụ nhà anh. Vừa may ở phòng dịch vụ số 3 ấy, có bệnh nhân xuất viện, nên đưa ông cụ vào đấy luôn. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện này, tôi hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông cụ nhà anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu gia đình có đề nghị gì, xin cứ đề đạt. Thú thật là có người bạn khuyên, nếu mà điều kiện cho phép thì nên đưa ông cụ sang sinh điều trị. Tôi thì tôi có chút phân vân anh ạ. Vâng, điều kiện chữa trị ở bên Singapore thì chắc chắn là hiện đại hơn rồi. Tôi có mối quan hệ với một số bác sĩ đầu ngành ở bên đó. Cần thiết tôi sẽ giới thiệu cho gia đình. Chỉ có điều là rất tốn kém. Anh nên suy nghĩ kỹ. Sao rồi anh? Anh gặp rồi. Nói chung là thuận lợi. Bố sao rồi em? Từ lúc mà đưa bố sang đây ấy, em thấy bố khỏe hẳn. Đúng là có sự chỉ đạo của giám đốc bệnh viện có khác. Mà nhá, sáng nay đưa bố đi xạ trị ấy, không cần phải xếp hàng luôn ấy. Vậy thì tốt rồi. Văn đây. Con đây. Bố bảo này, con nhớ phải cảm ơn người ta. Bố cứ yên tâm điều trị. Thôi, em về nhà xem bọn trẻ thế nào đi. Anh ở đây trực. Vâng. Bố ơi, con đi về nhá. Sáng mai con lại vào. Con về với bọn trẻ đi. Anh ơi. Em nghĩ là mình nên có chút quà để cảm ơn người ta anh ạ. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ấy. Anh biết rồi. Khi nào mà bố chuẩn bị ra viện, anh sẽ trực tiếp cảm ơn giám đốc bệnh viện và các bác sĩ. Thôi, em đi về đi. Thank you.